Qua luôn. Xin chào anh em, chào mừng quay trở lại với channel của mình. Và hôm nọ thì mình có đọc được một comment là từ sau Tết đến giờ rồi mà chưa gặp bạn Quy thì đây. Hello bạn Quy đã quay trở lại. Yep. Và ngày hôm nay thì tiếp tục cái series là mình nói gì thì mình sẽ không làm cái đấy. Thì anh còn nhớ cái video cuối cùng ấy, cái video trước Tết anh có nói là một trong những cái mong ước lớn nhất của anh trong năm nay đấy là tiết kiệm ấy, không tiêu quá nhiều đồ linh tinh, đồ công nghệ không? Thế là hôm nay chúng mình chuẩn bị tiêu mười mấy triệu này, 13 hay 14 triệu. Và đố mọi người biết là bọn mình chuẩn bị đi mua cái gì thì sẽ được bật mí trong... Vừa mới tối hôm qua anh nói chuyện với bố anh ấy, bố anh bảo là thôi nhớ ra tiết kiệm nhá, sau này lấy tiền còn lấy vợ. Sẽ là papa, em sẽ là mama, của những đứa trẻ thật xinh. Cái gì đấy bố nhá? Bố anh xem video của anh ấy. Vui chưa? Thỏa mãn chưa? Về nhá. Chưa, chỗ này mình có 2 triệu thôi, mình mà tiêu mười mấy triệu cơ mà, còn nữa. Đi tiếp, lại quẹt thẻ em nhá. Vui không? Thích không? Về nhá. Chưa, mình bảo mình tiêu mười mấy triệu cơ mà, chỗ này mình có 9 triệu 3 thôi. Lên xe, tí quẹt thẻ em tiếp nhá. Được mà. Em mệt chưa? Về nhá. Em không tiêu gì hết đâu, không tiêu gì hết đâu. Về nhà. Ok, sau nguyên một buổi chiều vất vả lắm ý, thì cuối cùng là bọn mình cũng đã tiêu xong cái đống tiền này, hơn 13 triệu. Và bây giờ là thời gian để bật mí cho mọi người xem là từ đây đến giờ bọn mình đang nói về món đồ gì và vì sao nó lại đắt đến như thế. Và mình sẽ kiểu giật ra từ từ cho nó kiểu kịch tính hay là như thế nào. Nintendo Switch. Có một câu chuyện dài về cái này. Đấy là mình định mua cái này từ rất là lâu rồi, nhưng mà cách đây mấy tháng đâu. Cách đây, đúng rồi, mấy tháng xong cái lần là mình định mua thì bạn này vẫn có cản mình, bảo anh mua về anh có chơi không, anh mua về anh lại vứt xó kiểu. Thì sau đó đấy là mình quyết định không mua nữa để mình tiết kiệm tiền. Xong rồi mình mua cái iPad Pro 10.5 inch, mười mấy triệu. Nhưng mà bây giờ thì mình lại khoái nó rồi. Và lần này thì không chỉ mình khoái mà các bạn xem đầu video là bạn này cũng khoái. Vì có mấy cái trò kiểu Mario Kart đua xe cái thứ hay quá. Bây giờ sẽ là màn unbox. Nintendo không mày. Mở từ cái một nha. Đây là cái thân máy. Ui. Ui thơm cực, em ngửi này. Thơm không? Anh chèm gió làm gì, mùi gì đâu, ngửi như đúng rồi. Thật ra mà nói, nếu như mà lấy tiêu chuẩn của việc mua mấy cái máy điện thoại di động mà áp vào cái Nintendo Switch này ấy, thì với 7 triệu rưỡi chúng ta sẽ có một cái thiết bị full hoàn toàn bằng nhựa. Nó nhựa từ đầu đến chân và cái màn hình này cũng bằng nhựa luôn. Cái màn hình này không phải là kính đâu em, màn hình là nhựa luôn. Thì cái này cũng là nhựa. Ờ, cái màn hình của nó là nhựa luôn. Vậy. Nhưng mà người ta mua này thì ai người ta kèm cũng đéo ai quan tâm và mình cũng đéo quan tâm. Vì sao? Vì đây là máy chơi game mà. Nhưng mà cầm đã phết nhỉ? Cầm thích phết. Cầm lên cầm nữa mày. Cầm tay quay. Đánh người lại nó hoa là tay này. Cất tạm ở đây cũng nó xước. Rồi là sao? Rồi quay mất. Cất tạm vào túi ạ. Thôi mình nói nha, mình cất quá lâu, đây cái Joy-Con à? Yeah! Đây là lần đầu tiên mình được cầm cái Nintendo Switch này. Bắt đầu mình nhìn thì mình tưởng là cái Joy-Con này cầm nó ọ bẹp với nó nhựa lắm, nhưng cầm sướng tay hết rồi. Cầm nặng mà. Cầm êm tay hết. Ui, có thể cầm ngang lại chơi game như thế này. Tiếp theo là ở dưới có cái này. Em mở hộp cẩn thận để anh ngắm giữa hộp anh bày cho các bạn xem. Phụ kiện này, cái mình thấy khá là thú vị. Đầu tiên là cái dock này.
Đó. Cái lúc này sẽ là cái để mà giúp chúng ta có thể cắm cái Nintendo Switch vào một cái màn hình lớn và biến nó thành một cái máy chơi game điện tử ở nhà. Còn đây là một cái dây dợn nhạc ui. Đây là các HDMI. Bên trong cũng không có gì đâu. Cái này là cái đế để gắn hai cái Joy-Con vào mà hai bên. Cái này là cái để cắm vào Joy-Con. Nhưng mà vì sao mà mình lại tiêu gì đến tận hơn 13 triệu trong khi cái máy nó chỉ có khoảng 7 triệu 7? Bí mật ẩn ở đằng sau. Và đương nhiên là mình không chỉ mua cái Switch mà mình còn mua mấy cái món đồ phụ kiện đi kèm nữa. Cái này là ngoài dự tính này, kiểu sao mua nhìn nó đẹp vãi. Kiểu cái này là cái bao da đựng hình Legend of Zelda. Nhưng mà cái quan trọng nhất không phải cái này. Nó là cái này. Nhắc đến Nintendo Switch ấy thì chắc chắn là phải nhắc đến gì? Phải nhắc đến những cái tựa game rất là hay, kiểu Legend of Zelda, Breath of the Wild này, Mario Odyssey này, Mario Kart này. Cái gì ấy? Bóng đèn hồng, cái đi. Và đương nhiên chắc chắn là mình phải bỏ tiền ra mua Super Mario Party này, Smash Brothers Ultimate và Mario Kart. Thực ra là mình cũng rất là thích chơi Zelda với cả Mario Odyssey, nhưng mà vì không có thời gian nên mình muốn chơi những cái tựa game nào mà kiểu thực chất là giải trí ấy, kiểu bật lên phát là chơi được luôn, là fun luôn. Mấy trò kia thì chắc là có thời gian là mình sẽ mua. Suýt quên mình còn mua cái này nữa anh em. Anh em để nhìn thấy cái tay cầm này có một cái gì đấy nó rất là đặc biệt, nó cực kỳ lạ. Đó, màu xanh màu hồng cái kiểu này. Vì sao nó lại lạ như vậy? Đó là bởi vì đây là hàng pha kè. Mình chưa có tiền mua hàng xịn nữa. Nhưng thôi, mua tạm để chơi tạm, đã bao giờ có tiền thì mua tay xịn sau. Thì cái tay này mình mua về để dùng để chơi Smart này, để chơi đua xe cho nó xịn. Bạn nữ tiên quy em nằm kia là sẵn sàng chờ mình up video xong rồi để... Nhanh lên. Ê, từ từ em. Còn bây giờ thì chơi thôi. Yeah. Bây giờ set up để chơi đã. Cái màn hình này nó chỉ có độ phân giải là 720p thôi, nhưng mà nhìn nó đẹp vãi đái. Đây, trông màu sắc rất là ok. Ừ, anh chọn là Nihongo cũng được. Màn hình cảm ứng luôn nha. Bây giờ em muốn chơi game gì? Mình chơi Mario Party đi. Party. Yeah. Bóc hộp. Ui, mình thích cái mấy cái hộp game kiểu này. Thật ra là có thể mua game trên shop ở trong cái máy được, nhưng mà kiểu có bản cứng ý, cầm trên tay cũng thích hơn ý. Để trang trí ấy kiểu. Ở trong này của mình có cái game Mario Kart là bản tiếng Nhật này. Đọc cái gì em hãy đọc cái gì cho anh. Mario Kato Eto Deluxe. Who let the dogs out? Let the dogs out. Ôi nhìn cái thể game của nó xinh quá, trông bé. Yêu quá. Ui. Em tưởng to lắm không? Cái thể game của nó đây, mình các bạn nhìn kỹ này, nhìn nó rất là khác so với những cái thể nhớ bình thường ấy. Là một cái chuẩn riêng luôn. Và anh nghe người ta bảo ấy là cái thể game này nó làm để tránh cái trường hợp là bọn trẻ con nó nhét vào mồm. Thế nên là cái thể game này có, nếu như mà nhét vào mồm ấy, nó có cái vị tẩm cực kỳ luôn. Nintendo ấy họ làm cái kiểu là nếu như mà mình chạm nước dãi vào thì nó có cái vị gì nó rất là ghê ấy. Đéo. Sorry anh em, bởi vì giới hạn máy quay mình phải quay lại cái màn hình bằng cái GoPro. Cho đi. Anh đi chơi Luigi. Yay. Chúng mình là những người như thế nào? Mình cần thử thách. Thế là mình sẽ chơi normal. Chứ không, bên này mạnh quá rồi, anh chơi đi. Đấy, phải đi thẳng. Anh Chơi với em phải né đấy. Chơi với em phải né chứ. Đi. Em trèo đi. Đấy, là anh trèo ấy. Đúng rồi. Nào, anh từ từ đã. Chiều sang, đi. Mini game. À thế à? Mini game. Wee. Ấn vào đâu hay gì? Em bấm dưới chuẩn đi. Lên chuẩn. Wee. Cái này em đang phải dưới chuẩn phối hợp đồng thời không nó cắn đấy. Mình chơi ngu đấy, các bạn cười không được. Thua rồi. Ôi giời ơi. Rồi, vừa rồi là một cái màn chơi thử khá là ngu học của hai đứa mình. Kiểu lần đầu chơi ấy, nhưng mà anh mới chơi một tí thôi mà anh thấy nó vui ấy, chưởng.
Và đây chính là lý do vì sao mà mình quyết định bỏ tiền ra mua cái Nintendo Switch này, mà không phải PS4, mà không phải Xbox One, mà không phải bất cứ một cái máy nào khác. Thật ra nếu các bạn nào còn nhớ thì trước đây mình đã từng mua một cái PS4 rồi, nhưng mà mình không có thời gian chơi ấy. Do đó thì mình đã để lại cho một thằng cu ở văn phòng rồi. Thật ra mà nói thì PS4 rất nhiều tựa game hay. Quá nhiều đúng không? Đa phần cái tựa game thì rất là hay, nhưng mà đều đầu tư cực kỳ mạnh nội dung ấy. Kiểu muốn trải nghiệm là phải ngồi chơi, phải tìm hiểu, phải ngóc ngách. Thì mình không có thời gian cho những cái như thế. Mà Nintendo Switch là một giải pháp rất là hay. Kiểu chơi game mà bật lên, cầm cái tay cầm thôi là nhảy vào mình chơi luôn được ấy. Mà nó rất là vui, rất là fun, mà nó không phải suy nghĩ gì. Đúng thật là nói nhau nhỉ, giải trí thực sự ấy. Vậy thì mọi người thấy sao, và có bao nhiêu anh em đang xem video của mình cũng đang sở hữu thiết bị Nintendo Switch như thế này? Đừng quên chia sẻ comment ở phía bên dưới. Và biết đâu đấy tương lai hai đứa tôi kiểu đua Mario Kart hay là đánh Smash Brothers để gặp ông nào thì sao. Đấy, rồi video ngày hôm nay chỉ ngắn gọn như vậy thôi. Và cũng là để chia sẻ cho anh em một cái món đồ mà mình đã phải đắn đo rất rất là lâu. Mình thèm muốn nó rất rất là lâu, và cuối cùng thì cũng đã bỏ tiền ra mua. Mà sao chưa em bảo em mua cho anh một game rồi, sao em không mua cho anh game nào vậy? Vậy thì xin chào và chúng mình phải theo tương tiếp thôi. Ôi vui vãi vời vậy. Xinh vậy. Skip. Lùi chúng nó vào. Quay, anh đánh chơi một con này kìa. Giờ mới chơi một con đấy hả?